Thưa quý vị, năm 2023, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn đã được phát hiện. Nhiều cán bộ đảng viên ở nhiều cấp, nhiều ngành mắc sai phạm đã bị xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Điểm đáng chú ý là trong các vụ việc tham nhũng tiêu cực, dù lớn hay nhỏ, dù ở cấp nào, ngành nào, cũng đều có bóng dáng của sự lạm quyền, lộng quyền của những đảng viên có chức vụ quyền hạn tiếp tay cho những sự việc đó. Đó chính là biểu hiện của sự tha hóa quyền lực và cũng cho thấy việc kiểm soát quyền lực chưa thực sự tốt. Vì thế, trong năm 2023, Đảng ta đã tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tha hóa là biến chất thành xấu đi. Tha hóa quyền lực chính là hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước được giao phó để làm những việc sai trái, khuất tất nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân hay lợi ích một nhóm người, làm tổn hại đến lợi ích chung của tập thể, lợi ích của quốc gia dân tộc. Và đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Bản chất của quyền lực thì không đi kèm với tham nhũng. Nhưng khi có quyền lực trong tay mà lạm dụng quyền lực và sử dụng quyền lực sai mục đích, sai phương pháp thì sẽ đẻ ra tham nhũng. Cho nên người ta nói rằng là tham nhũng quyền lực là gốc rễ của tất cả các loại tham nhũng khác. Ngay khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn ra nguy cơ đe dọa đối với một đảng cầm quyền. Đó là sự thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ đảng viên khi được giao nắm giữ quyền lực trong tay. Vì thế, chỉ hơn một tháng sau ngày giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Chỉ ra 6 lầm lỗi rất nặng nề của cán bộ cần phải ra sức sửa chữa. Đó là trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Trong đó, người đặc biệt cảnh báo và lên án hành vi lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Đó chính là những gì mà hôm nay chúng ta gọi là tham nhũng tiêu cực. Đáng tiếc là có những thời điểm, giai đoạn, nhất là những năm gần đây, việc kiểm soát để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực ở những người có chức vụ, quyền hạn chưa thật sự tốt, nên để lại những hậu quả nặng nề. Nguyên nhân dẫn đến cái tiêu cực tham nhũng thì nó rất nhiều. Có những động lực về kinh tế, có những cái động lực về văn hóa thói quen đó, có những cái động lực như chúng ta đề cập đến nhiều điều nhất trong thời gian gần đây, đó là những cái cơ chế và biện pháp kiểm soát quyền lực của chúng ta nó còn thiếu, còn yếu, nó chưa đủ mạnh để có thể răn đe, để có thể ngăn cản các cái phòng chống các cái biểu hiện tiêu cực và tham nhũng. Vì thế, để phòng chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả, nhất thiết phải triệt tiêu nguồn gốc làm nảy sinh tham nhũng tiêu cực. Đó là kiểm soát chặt chẽ quyền lực để chống tha hóa quyền lực. Dù tham nhũng với dù tiêu cực ấy, thì nó cũng đều bắt nguồn từ quyền lực mà ra. Thế cho nên phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là phải tập trung kiểm soát được quyền lực. Thưa quý vị, thời gian qua, bên cạnh những cán bộ đảng viên làm tròn bổn phận trách nhiệm, quyền hạn của mình đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, thì vẫn còn không ít người đã bị cám dỗ bởi lợi quyền. Họ không dùng quyền lực được giao để phục vụ cho lợi ích chung, mà chỉ nhằm khai thác những ưu thế, quyền lợi, bổng lộc nhờ quyền lực mang lại, không chú trọng khép mình vào khuôn khổ tổ chức, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Sự tha hóa quyền lực biểu hiện dưới rất nhiều dạng, như là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng, tiếm quyền, tùy tiện, vô trách nhiệm, quan liêu, độc đoán. Thời gian qua thì hầu hết các vụ việc tham nhũng tiêu cực bị phát giác, xử lý, truy tố, xét xử đều gắn với những người có chức vụ quyền hạn, bởi quyền lực được giao đã bị tha hóa, bị biến thành phương tiện để phục vụ lợi ích cá nhân. Vì thế cần có cơ chế để giám sát kỹ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Có thể nói, năm 2023 là năm mà Đảng ta tập trung công sức xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực với nhiều quy định về kiểm soát quyền lực được ban hành. Trước hết là quy định số 114 của Bộ Chính trị ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2023 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Thế thì cái biểu hiện gọi là quyền lực bị lợi dụng, thậm chí là lạm dụng, thậm chí là lợi dụng để
phục vụ cho mục đích không chính đáng. Điển hình nhất đó là trong công tác cán bộ, đó là bổ nhiệm những người thân trong gia đình, rồi là người thân thuộc cái phe nhóm hay cái ekip của mình vào các vị trí lãnh đạo quản lý mà bất chấp những cái tiêu chí, những cái yêu cầu về chất lượng cán bộ của Trung ương đề ra. Sự tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ là rất nguy hiểm, vì những người không đủ đức, đủ tài mà vẫn được bố trí vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành thì gần như ngay lập tức họ sẽ sử dụng quyền lực được giao để mưu cầu lợi ích cá nhân. Vì thế, năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế. Vì thế, quy định số 114 ra đời nhằm khắc phục những hạn chế đó. Cái quy định này nó đã kịp thời cập nhật tất cả những lột tả đường đi nước bước, tất cả những câu chuyện về hành vi lạm dụng quyền lực, về mua bán, về hối lộ, về chạy này chạy kia, chạy tuổi, chạy lý lịch đều được tất cả chúng ta đưa vào để chúng ta ngăn chặn. Tiếp sau đó, cùng trong ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành hai quy định về kiểm soát quyền lực. Đó là quy định số 131 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Và quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đây là những quy định nhằm kiểm soát quyền lực, làm trong sạch lực lượng đóng vai trò chủ công trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thì đây là một cái tình trạng rất là đáng quan ngại, thì những cái cán bộ mà giữ những cái chức vụ quan trọng trong những cái cơ quan này lại thực hiện cái hành vi tham nhũng, thì thứ nhất là nó làm giảm cái sức mạnh cũng như là giảm cái hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng. Thứ hai đó là nó làm mất cái niềm tin của người dân cũng như là cán bộ nhân dân đối với lại cái công tác phòng chống tham nhũng, và vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta không hiệu quả. Như vậy có thể thấy trong năm qua lồng cơ chế đã được dựng lên khá quy mô, đầy đủ và sát hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Vấn đề còn lại là phải kịp thời đưa các quy định đó vào cuộc sống, phát huy hiệu quả để đưa công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực lên tầm cao mới. Có luật pháp, có kỷ luật, có quy định, có quy chế nằm trong một cái hệ thống chính trị. Yếu tố thứ hai ấy là phải tập trung vào cái công tác cán bộ. Và một cái điều kiện thứ ba nữa ấy là phải có kiểm tra giám sát. Nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế là vấn đề đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đề cập. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bị xử lý. Nói, tôi vẫn thường nói là phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế là với ý nghĩa như vậy.